Xin chào tất cả các bạn. Lời đầu tiên mình gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể các bạn quan tâm đến kênh của mình. Hôm nay mình lại ra cánh đồng để mình giới thiệu với các bạn một vườn quất vừa mới được xén và mới được trồng xuống cách đây khoảng 20 ngày các bạn nhé. Đây, mình sẽ đi quay và giới thiệu với các bạn về cái cách cho cây quất ăn bước khởi đầu. Và mình cách trồng mới trồng xuống đất thì phải cách trồng như nào các bạn nhé. Đây, mình sẽ vào ruộng quay cho các bạn. Cái ruộng này của bác ý thì có một sào thôi. Một sào ruộng này của bác ý trồng vào khoảng 150 cây các bạn nhé. Đây, cái có một cái luống này là cây nó hơi yếu nên đấy, bác ý xé thế, bác làm quất thế đây. Còn đây tất là có bốn luống quất lùm, đằng mé đằng này cũng là quất thế đây các bạn nhé. Xé thế cây rất tuyệt vời. Đây các bạn, dáng rất đơn giản, bắt đầu lộc bắt đầu nhú đây các bạn nhé. Đây mình quay tí nữa mình đây là mình mới quay tổng quát cái ruộng quất cho các bạn ngắm. Đó là mình sẽ giới thiệu với các bạn vì sao đây như cây này, vì sao mà người ta lại không lấp kín bầu luôn mà người ta chỉ lấp già lửa bầu như này, mà mình người ta vẫn để hở bầu cũ này ra nhé các bạn nhé. Mình sẽ giới thiệu với các bạn sau. Lại đây là cái cách để người ta bón đỗ tương này. Đây các bạn, đỗ tương này bắt đầu là mốc, bắt đầu lên men này các bạn nhé. Đây, bón rất nhiều, đây là toàn bột đỗ tương các bạn nhé. Đấy, nó đây là cái cách để bác ý cắt thành một cây quất thế này. Mình mất công cắt xẻ thế này đầu tiên thì mình lại đỡ phải mất công gò các bạn nhé. Không mất công gò mà cái công đoạn xén nó cũng đơn giản hơn. Đây là cây quất lùm các bạn nhé. Cây quất lùm này là bác ý mới xén xong các bạn nhé. Đấy, đây như các cái hoa này là đều ra hoa, cái lộc này các bạn nhé, lộc này là đều là lộc lá hết nhá. Đây các bạn này, đây lộc lá này, cái lộc nào lộc hoa là mình biết này. Lộc hoa thì đây, lộc hoa thì rất là ít, thường là những cái cành mà ít lá như này mà lá cành yếu này thì là nó sẽ ra lộc hoa nha các bạn nhé. Còn là cái cành khỏe, cành xanh này, cái lá to xanh này thì thường là nó sẽ ra lộc ít hoa hơn các bạn nhé. Kiểu gì nó cũng ra lộc hoa nhưng mà nó sẽ lượng nó sẽ ít hơn. Rồi bây giờ mình sẽ đi giới thiệu với các bạn cái quy trình tại sao các cái nhà bác nông dân cái cách trồng cái cây quất mới trồng xuống đất ấy các bạn nhá. Cái cây quất mới trồng xuống đất thì mình xin chia sẻ với các bạn, tức là mình không nên lấp kín bầu ngay, vì cái tháng 3, tháng 4 này là mùa mưa, mùa ẩm ướt các bạn nhá. Mùa mướt mà các bạn lấp kín bầu ngay thì cái rễ này nó không khô được rễ, nó sẽ dẫn đến hiện tượng là bị thối rễ các bạn nhé. Do vậy là cái tháng mùa mưa ẩm mướt này thì là mình phải dồng cái bầu cây quất này thật cao, đánh bầu cao mà dồng ở trên, không nên lấp ngay để cho bầu nó khô thì các cái rễ tôm này nó sẽ khô đầu, nó không bị ẩm ướt thì nó sẽ không thối các bạn nhá. Nếu mà đây này, cái đất này nó ẩm ướt như này thì nếu mà lấp cái kín lên thì nó ẩm ướt thì các cái đầu rễ này nó sẽ bị thối. Đấy, do vậy là phải trồng cao mà mình không cần lấp kín như này để cho các cái đầu rễ tôm này của cây quất nó được khô ráo.
khô ráo thì nó sẽ nhanh nghiền sẹo hơn các bạn nhé. Thì nó sẽ không bị lấm mốc, không bị thối rễ, thối cái đầu rễ các bạn nhé. Do vậy là mình chia sẻ với các bạn, tức là mình cái cây quất mình mới rồng xuống, mình mới trồng xuống, cái bộ rễ nào chưa ổn định thì các bạn chỉ lên tưới kích rễ thôi. Kích rễ còn đâu ở trên này thì các bạn đánh Dizomin để chống xương và cho nó nhanh nhiệt sẹo. Nếu các bạn có thể có thời gian nữa thì các bạn có thể đánh Antolix cho mình, để khi các cái lộc này nó bật độc ra này. Đấy. Các cái lộc này nó bật độc ra, nó sẽ bật mạnh hơn, khỏe hơn, thì nó sẽ cái lượng lộc hoa nó sẽ ít hơn các bạn nhé. Đấy. Tất cả các cái bầu mới trồng lại đây các bạn nhìn đây, không một cái bầu nào bác lấp kín cả, mà chỉ lấp già nửa bầu thôi đây. Giữa cái đất bay phủ lên như này mới lại cái bầu quất này rất là khô thì nó không bị ướt. Đấy. Mình chỉ lấp già nửa bầu này để giữ độ ẩm cho cái bầu cây quất này, để cây quất nó không bị chết thôi nhá các bạn nhá. Còn các bạn không nên, nếu mà trồng xuống một cái mà các bạn lấp kín bầu ngay thì nó phản khoa học, thì cái rễ tôm này nó sẽ bị ẩm nước mà nó sẽ bị lấm mốc, nó sẽ bị thối rễ. Mà cây quất này mà đã bị thối rễ mà nó hỏng bộ rễ thì rất là khó làm các bạn nhé. Do vậy là bác tất cả các ruộng quất ở cánh đồng nhà mình này khi mới trồng xuống là không bao giờ, không có nhà ai người ta lấp kín bầu cả các bạn nhé. Nếu mà các bạn mà lấp kín bầu thì sẽ dẫn tới hiện tượng là bị hỏng bộ rễ. Còn mình chia sẻ với các bạn là cái khâu cho ăn của cây quất này thì mới trồng xuống thì các bạn chưa phải cho ăn gì vội, chỉ có giữ ẩm cho cây để cho cây cái bộ rễ nó ra, nó phát triển tự nhiên. Khi bộ rễ ổn định rồi thì các bạn mới nên cho ăn. Nhưng mình nên cho ăn dử dần dần từ từ thôi nha các bạn nhé. Đừng nên bón nhiều ngay thì là sẽ cũng dẫn đến hiện tượng là bị sốc thức ăn và nó bị sót. Sót thì là cái bộ rễ này sẽ hỏng. Mà cái quất này mà hỏng bộ rễ thì chỉ có rổ vứt đi các bạn nhé. Đây. Bất kỳ cái bầu nào khi mới được trồng xuống, cái bầu quất này vẫn khô, thì có một nửa bầu này là để giữ ẩm cho cây thôi. Đấy, đây là cái luống quất này, quất thế đây các bạn nhé. Đây, nó đây là tất cả luống nào cũng đã được, cây nào cũng được bón bột đỗ tương rồi nhé. Bột đỗ tương này thì các bạn bón bất kỳ lúc nào, kể cả mới trồng này các bạn bón thì vì nó không sót, nó rất hợp mấy cây quất. Nhưng mà khi mình mới trồng xuống như này thì các bạn bón cũng phải bón đúng cách. Bón đúng cách như nào thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn như này nhá. Tức là cái bột đỗ tương này ấy, cái bầu này như này, mới trồng xuống mình chưa lấp kín bầu thì mình rắc một lượt vùng quanh bầu một lượt bột đỗ tương như này. Nhưng mà khi các bạn rắc này, các bạn cũng không được phủ đất vào ngay, mà phải đợi đến khi cho giờ rắc khoảng nửa tháng thì các cái bột đỗ tương này nó lên men như này, thì các bạn mới, đằng nào mình cũng mất công đi phủ đất vào cái bầu này cho kín bầu, thì các bạn phủ luôn lên mặt đỗ tương này. Đấy, các cái bột đỗ tương này khi nó lấm mốc thì các bạn mới được phủ nhá. Còn nếu mà khi mới rắc xong mà các bạn nấp kín đất ngay thì nó cũng lại phản khoa học, thì cái bột đỗ tương này nó sẽ trở thành là nó bị, cũng bị sót các bạn nhá. Đây. Rắc rất nhiều bột đỗ tương này rất là tốt. Cây quất, kể cả cây cam, cây quất, rồi bất kỳ loại cây bầu, cây mướp nào bón bằng bột đỗ tương này rất là bền cây, vì cái hàm lượng đạm rất là cao.
đây những cây này rất nhiều rễ này, các bạn có thể làm xem cái rễ khô như này, khi cây nó đã ổn định, các cái bộ rễ này ra phát triển rất là mạnh các bạn nhé. Đây, đấy, bột đỗ tương rắc xung quanh như này, cái nó cũng lên lấm mốc rồi nhưng mà chưa đủ thời gian để nấp vào các bạn nhé. Đấy. Đây mình quay để cho minh chứng cho các bạn xem. Đây cái lộc lon nó ra đây toàn lộc ná nhá, không có lộc hoa các bạn nhé. Đấy. Cây nó ra lộc lá này thì là chứng tỏ là cây này là cây rất khỏe các bạn nhé. Nếu mà cây vàng, cây yếu ấy, thì là nó sẽ ra rất là lộc, có toàn hoa, còn nó không ra lộc lá. Mà mình sẽ rất là mất công đi vật hoa. Đây các bạn xem. Đấy. Lộc tất cả ra này, lộc này là một lượt này là lộc lá không có, rất là ít hoa nha các bạn nhé. Có hoa nhưng không đáng kể. Đây cái khâu quan trọng các bạn. Đầu tiên các bạn rồng nào các bạn trồng là không được lấp kín bầu này ngay. Vì mùa tháng 3, tháng 4 này là mùa mưa, mùa ẩm ướt. Do vậy các bạn phải để hở bầu thì để cho cái bầu này nó khô ráo. Khô ráo thì các cái rễ tôm này, đây, các cái rễ tôm này nó sẽ không bị lấm mốc các cái đầu này, không bị thối rễ, thối các đầu rễ này. Đấy. Cái đầu rễ này nó sẽ khô, nó co lại. Đấy. Nó co lại thì khi nào nó ổn định bộ rễ thì là mình sẽ lấp đất vào, thì khi đấy là rễ bắt đầu nó ra rễ non. Đấy cái mình chia sẻ cả cái công đoạn bón đỗ tương này nữa cho các bạn nhé. Cái cây quất này mới trồng thì các bạn không được phép bón một bất thứ phân đơn gì, mà mình chỉ có thể là rắc được bột đỗ tương, nhưng mà rắc bột đỗ tương cũng phải rắc đúng cách các bạn nhé. Nếu mà các bạn muốn cây nó khỏe, nó ra lộc, nó phun độc toàn độc lá mà không ra lộc hoa thì các bạn có thể đánh Antolix. Antolix thì nó giúp hỗ trợ cây sinh trưởng để ra lộc mạnh hơn. Và các bạn tưới gốc thì các bạn có thể tưới Rizomin. Rizomin cho nó, thứ nhất là chống xương, cái thứ hai là cho nó các cái đầu rễ nó nhanh nhiền sẹo, nó không bị lấm mốc. Đấy mình thấy vườn quất này là mới được xén xong các bạn nhé. Đây cây xén đây quất lùm, xén một tay xén là nó đã thành hình cái cây quất lùm này đây các bạn nhé. Nếu mà khi chưa xén thì cây quất này nó sẽ cái lộc rồi là nó lan ra tứ lung tung, nó chưa thành cái hình dáng gì cả. Khi mình xén cái nó thành cây quất lùm ngay. Đấy. Một năm này để thành được một cây quất này để Tết đảo bán Tết đi thì là các bạn sẽ xén vào khoảng 3 lần. Rồi hôm nay mình chia sẻ với các bạn cái cách trồng cây công trồng lại cây quất trên ruộng đất, dưới đất chứ không phải giống trên chậu, mà lại cái cách bón nhử cho cái quất ăn bước đầu. Đến đây mình xin kết thúc video tại đây. Cuối video mình cũng xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể các bạn đã quan tâm đến kênh của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, và nếu các bạn quan tâm đến kênh của mình thì cho mình một lượt đăng ký kênh và chia sẻ kênh cho mọi người cùng theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ.